Chào các em, chúng ta giải tiếp nick số 2, volume bích của khối lớp 6 vòng thứ 7. Bài thi số 1. Hy vọng là gặp nhiều câu lạ và khó. Những câu nào đã làm ở nick 1 rồi thì thầy sẽ lướt qua nhanh thôi. Không có sa đà, mất thời gian. Đỉnh núi trí tuệ. Khẳng định nào sau đây là sai? Đây, khẳng định này các em. Một số lẻ cộng một số chẵn thành một số lẻ, làm sao mà chia hết cho hai được? Rồi, từ đây lập được bao nhiêu số? Có 3 chữ số mình chia hết cho 2. Thì cái này cũng dễ thôi các em. Trước tiên là thầy cũng rất là cảm ơn rất là nhiều học sinh ha, ở trên toàn quốc, ở khắp các tỉnh thành đã rất là ủng hộ thầy ở cái khóa học đầu tiên mà thầy mở ở trên mạng để luyện thi viên bích. Thì sắp tới thầy sẽ mở thêm rất là nhiều cái khóa học hay hơn nữa, thì các em sắp xếp thời gian có hứng thú thì tham gia để nâng cao kiến thức. Thầy sẽ mở các khóa về đại số, hình học, số học, những khóa thi thử, trắc nghiệm theo đề, sát với đề của Bộ Giáo dục để chuẩn bị phục vụ cho kỳ thi cấp trường, giải toán trên mạng cấp trường, cấp huyện và cấp tỉnh các em nhé. Bây giờ ta trở về cái bài toán này. Ở trong khóa học V61 thì thầy gọi loại toán này là loại toán áo quần mũ các em nhé. Bây giờ ta sẽ giải quyết bài toán này theo cái kỹ thuật mà các em đã được giới thiệu ở trong khóa học V61. Từ 4 chữ số 0, 3, 6, 9 lập được mấy số có 3 chữ số khác nhau chia hết cho 2. 3 chữ số như vậy là hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị ha. Bây giờ giả sử thầy chọn hàng đơn vị trước. Hàng đơn vị trước ha. Trăm chục đơn vị. Hàng đơn vị là thầy sẽ chọn là chia cho 2. Như vậy thầy chọn số 0 đi. Giả sử hàng đơn vị thầy chọn là 0. Thì lúc đó hàng trăm sẽ còn 3 cách để chọn. Đó là 3, 6 hoặc 9. Và khi đó thì hàng chục chỉ còn 2 số để chọn. Vậy là ta có là hàng đơn vị là số 0, bắt buộc phải chọn số 0, tức là chỉ có một cách chọn đúng không? Lúc đó hàng trăm là có 3 cách chọn còn lại, và hàng chục là sau khi hàng trăm chọn thì còn 2 cách thôi. Vậy là sẽ có 6 số. 3 x 2 x 1 bằng 6 số. 6 số đuôi bằng 0. Đuôi bằng 0. Trường hợp 2. Trường hợp 2 là thầy chọn cái hàng hàng đơn vị á là số 6 luôn. Thì nó mới ra số chia cho 2 đúng không? Lúc đó hàng trăm là không được chọn 6 nữa mà cũng không được chọn 0 nữa. Thì chỉ còn hai cách chọn là 3 hoặc 9 thôi. Rồi bây giờ có 4 số mà hàng trăm với hàng đơn vị nó chọn 2 số rồi thì hàng chục sẽ còn hai cách chọn thôi ha. Rồi, cái số 6 ở hàng đơn vị tức là chỉ có một cách chọn thôi nhé. Rồi ta lấy 2 x 2 rồi nhân cho 1. Vậy là sẽ bằng 4. 4 số. Đuôi. 4 số có đuôi là 6. Như vậy ta có tất cả là 10 số. Vậy có 10 số.
có 3 chữ số khác nhau chia cho 2, lập được từ 4 chữ số này các em nhé. Đó là nội dung bài toán áo quần mũ. Hãy tham gia khóa học V61. Các em sẽ nắm được rất nhiều cái chuyên đề hay, trong đó có cái chuyên đề của cái bài toán vừa rồi chúng ta vừa làm các em nhé. Mọi hướng dẫn nằm ở trên video ở trên trang web của thầy ha. Câu số 2. Xin lỗi, câu số 3. Tập hợp các ước chung của 4 và 12. Vậy các em bắt cho được ước chung lớn nhất của 4 và 12 đã, đó là số 4. Và tìm các ước của ước chung lớn nhất đó, tức là các ước của 4 thì là 1, 2, 4, vậy có 3. Có 3 ước chung. Cái này thì dễ quá, 2 mũ 5. Lấy mũ 6 trừ mũ 1 giữ nguyên cơ số ha. Này là 3 số 3, 3 số 6, 3 số 2. Như vậy là thành cái nào mới đúng? Năm mũ 6 là thấy vô duyên rồi nè. Cái nhìn vô kính thấy 5 mũ 6 là vô duyên rồi. Số 3, số 6, số 2 chả liên quan tới số 5 rồi. Giờ đây chính là đáp án sai luôn nè. Nhưng mà giờ mình đi phân tích coi sao mấy cái này đúng nha. 3 x 3 x 3 x 3 thì để nguyên. Còn 6 x 6 x 6 là thầy ghi 3 x 2. 3 x 2. 3 x 2. Đó, còn 3 số 2 đằng cuối thì để nguyên. Thì các em đếm lại đi. Có tất cả là 6 số 3, 6 số 2. Như vậy cái này đúng nè. Đó, cái này cũng đúng nè. Giao hoán lại thôi. Rồi 6 số 3, 6 số 2 thì 1 số 3 bắt với số 2 là ra số 6. Vậy nó ra 6 cặp 32, tức là 6 số 6. Vậy cái này cũng đúng. Vậy chỉ có cái này là sai thôi. Rồi tiếp tục. Bài này thì cũng dễ thôi, các em thử thôi. 23 nhỏ hơn 5x và nhỏ hơn 627. Phe thứ nhất nhỏ hơn phe thứ nhì, nhỏ hơn phe thứ ba. Giờ thầy đem chia 3 phe cho 5 luôn. 23 chia 5 là phe thứ nhất chia 5 đó. Rồi phe thứ hai 5x chia 5 thì cũng sẽ nhỏ hơn phe thứ ba là 627 chia cho 5 thôi. Phe nhất nhỏ hơn phe nhì, nhỏ hơn phe ba thì lúc đem cả 3 phe cùng chia cho 5 thì cũng được 3 kết quả. Kết quả nhất nhỏ, kết quả nhì nhỏ, kết quả ba thôi. Rất đơn giản các em. 23 chia 5 là ra cỡ mấy? Là cỡ 4,6. Thì nhỏ hơn 5 nhân x rồi lại đem chia x. Xin lỗi, chia 5. 5 nhân x rồi lại chia cho 5 thì là ra x thôi. Còn 627 mà chia cho 5 thì được 125,4. Như vậy x có thể là bao nhiêu? Cho 23 nhỏ hơn x. Ủa, cái đề kỳ cục vậy. Rồi, như vậy x đó, x là số tự nhiên nữa các em nhé. Số 3 là không được rồi. Số 3 là đâu có lớn hơn 4,6 đâu. Số 2 cũng vậy, số 4 cũng vậy. Vậy chỉ có thể là số 5 thôi. Số 5 thì nó mới lớn hơn 4,6 và nhỏ hơn 125. Còn 3, 4, 2 thì nó không có lớn hơn 4,6 là bỏ là đúng rồi. Vậy là số 5 các em nhé. Tiếp tục. Phép tính đúng, dĩ nhiên là phép tính cuối cùng rồi. Giữ nguyên cơ số cộng hai số mũ. Cái này là bài toán mẫu ở trong chuyên đề V61 các em nhé. Các em dùng nút tính được, còn không thì các em biến hai bên dấu bằng thành hai lũy thừa giống nhau phần cơ số. 3 mũ 2, 9 mũ 2 là 9 x 9. Không? Mà 9 x 9 thì thầy ghi là 3 x 3 và 9, 3 x 3. Cuối cùng thì có là 3 mũ x
thì bằng 6 số 3 nhân nhau là 3 mũ 6. Từ đây suy ra x sẽ bằng 6. Khẳng định nào là sai? Tổng 5 số tự nhiên liên tiếp thì chia hết cho 5. Điều này đúng ra. Các em cứ nhớ là n. Ê, từ từ, tổng của 5 số tự nhiên liên tiếp thì chia hết cho 5. Cứ thử đi. Đúng rồi các em. Tổng 5 số tự nhiên liên tiếp thì sẽ chia cho 5 thôi. 5 số tự nhiên liên tiếp á, thì sẽ có một số chia cho 5. Số còn lại là dư 1. Số tiếp theo dư 2, số tiếp theo dư 3, số tiếp theo dư 4. Dư 1 cộng dư 2 cộng dư 3 cộng dư 4 thì nó bằng 10. Thì thành chia cho 5, đúng rồi. Cái này đúng nè. Trong 3 số tự nhiên liên tiếp có một số chia cho 3 thì cũng đúng. Trong n số tự nhiên liên tiếp sẽ có một số chia cho n các em nha. Trong hai số tự nhiên liên tiếp chắc chắn có một số chẵn, một số lẻ, như vậy sẽ có một số chia cho 2, vậy đúng rồi. Tổng 4 số tự nhiên liên tiếp chia cho 4. 4 số tự nhiên liên tiếp thì sẽ có một số chia cho 4 này. Số còn lại là chia 4 dư 1. Số còn lại chia 4 dư 2. Rồi còn số nữa chia 4 dư 3. Mà 1 cộng 2 cộng 3 là bằng 6. 6 thì không chia cho 4, vậy cái này sai kìa. Các số chẵn là các số chỉ chia cho 2. Cái này ta làm ở nít 1 rồi các nha. Cái này làm ở nít 1 rồi. Khẳng định đúng là khẳng định này. Ở nít 1 thầy phân tích rất kỹ. Các em về lại nít 1 coi ha. Khẳng định đúng là khẳng định này. Hay chưa có câu nào khó ở nít 2 nha. Các em nhớ đăng ký luyện thi ở trên mạng buồn luận wordpress.com ha, khóa V61. Máy nặng quá, chạy ê ê như một con ngựa già. Tìm các ô bằng nhau, hy vọng có câu khó. Rồi. Ừ, cũng có câu là lạ, khác với nít 1 kìa. Giờ ta lấy nháp ta lưu nè, lưu kết quả ha. 631. Số nguyên tố lớn nhất có dạng A127. Vậy các em thử 927 đi. Thầy thấy 927 là không ổn rồi, bởi vì 9 cộng 2 cộng 7 là bằng 18 chia cho 3, bỏ 827 thử coi. 827. Chúng ta dùng kỹ thuật mà thầy đã dạy ở khóa V61 để kiểm tra 827 nha. Nó là số nguyên tố kìa. 827 là số nguyên tố. Một ba sáu người ta cho ghi lại. Bộ số có 3 chữ số nhỏ hơn 100 của 68. Bội của 68 các em học trên lớp rồi. Sẽ là 68 nhân cho một số tự nhiên ha. Trong đó K là một số tự nhiên nha. K nó bằng 0, 1, 2, 3, vân vân. Bây giờ các em lấy 68 nhân cho 4 được rồi. Là bằng 272, là lớn hơn. Lớn hơn. Lớn hơn 200 à. Vậy mình thuộc lui lại. 68 x 3 thử coi. 68 x 3 204. Vậy là vẫn chưa nhỏ hơn 100, không có lấy. 68 x đôi. Như vậy nó sẽ bằng 136 thôi.
Như vậy 136 chính là bội số có 3 chữ số của 68 mà nhỏ hơn 200. 136. Số nguyên tố lớn nhất có dạng A131, các em thử 931, sau đó thử 831, sau đó thử 731 nha. Cứ thế thử, thầy thử 931 trước. 931 nó bằng 7 mũ 2 nhân 19. Vậy không phải số nguyên tố kia nha. Chín ba một là bằng 7 mũ 2 nhân 19 và không phải số nguyên tố. Thử 831. Ba nhân 2 là 7. Vậy cũng phải số nguyên tố. Thử 731. 17 nhân 43. Vậy cũng không phải số nguyên tố. 631. Số nguyên tố kìa, 631 là nguyên tố. Nguyên tố. Như vậy đây chính là 631. 16 người ta cho sẵn. Số có hai chữ số bằng lũy thừa bậc 5 của một số tự nhiên. Vậy các em lấy số tự nhiên lũy thừa bậc 5 lên thôi. 1 mũ 5 lên coi ra ra 1. Vậy là chưa đủ hai chữ số. 2 mũ 5 thì là 5 số 2 nhân nhau là bằng 32. Các em lấy 3 mũ 5 từng nãy ra mấy chữ số. Ồ, ra 3 chữ số rồi. Vậy là chính là số 32 nha. Số 32 chính là số có hai chữ số mà nó bằng lũy thừa bậc 5 của số tự nhiên, đó là số 2. Đây chính là đáp án số 32. Rồi tới 827. Số phần tử của tập hợp các số là ước của 120. Giờ 120 có bao nhiêu ước? Thì trong khóa học về số 1 thầy hướng dẫn các em cách phân tích nó là thừa số nguyên tố. 120 bằng 2 mũ 3 nhân 3 nhân 5. Như vậy số ước sẽ là gì? Số ước theo khóa học đó sẽ là 4 nhân 2 nhân 2. Lấy mấy số mũ này, mỗi số mũ cộng cho 1 rồi nhân lại là nó sẽ bằng 16 ước kem nhé. Đây là 16 ha. Rồi 32 là người ta cho sẵn. Rồi giờ mình chọn 16 nè. Đi với 16 nè. 827 đi với 827 nè. 136 136 nè. 32 32 nè. 631. Tiếp tục, ta qua bài thi số 2. À, bài thi số 3 rồi chứ. Vượt chướng ngại vật, hy vọng gặp mấy câu khó khó chứ toàn gặp mấy câu dễ không, chán quá các em. Ước chung khác 1 của 25 và 40 là 5 thôi, nhẩm nhẩm xong thấy luôn. 25 chia cho 5, 40 cũng vậy. Số các ước của 120 mới làm xong luôn, 16. Dở kìa trời. Các em nhớ tham gia khóa học này để được luyện. Thầy sẽ đưa những cái đề nó phù hợp với các em hơn. Chứ trên này đề máy nó trộn ngẫu nhiên ra toàn đề dễ không. À, có một cái đề hơi lạ lạ nè. AB là các số tự nhiên thỏa mãn A nhân B. A nhân B bằng 20. Thì nó có vài cặp thôi kìa. 1 nhân 20 nè. 1 nhỏ 20. 2 nhân 10. 4 x 5 hết rồi. Bây giờ trong ba cặp này
Các em chọn cặp nào có tổng lớn nhất thì đó chính là 1 cộng 20 là bằng 21, là lớn nhất ha. Còn 2 cộng 10 mới 12, 4 cộng 5 mới có 9 nè. A cộng B lớn nhất là bằng 20, 21. Bài này dành cho học sinh lớp 3. Cho đoạn AB bằng 20, A là trung điểm. Rồi D và E là trung điểm nữa. Thì cũng dễ thôi các em. Đây. Đây, đoạn AB đây. AB. Giờ các em lấy trung điểm. Lấy trung điểm của AB. Đặt tên là Y. Lấy tiếp trung điểm của IA và IB, đặt tên là D và E. Khi đó độ dài DE, độ dài DE thì cũng bằng nửa của DB thôi các em. DE thì gồm hai phần, đó là DI và IA, trong đó DI là bằng nửa của AI vì là trung điểm mà. D là trung điểm AI mà. E là trung điểm IB. Vậy DE sẽ bằng nửa AB, tức là bằng 10. Tìm sum tố nhỏ nhất, đó chính là số 2. Nhẩm thấy luôn đây, nhẩm thấy luôn ạ. 2 cộng 3 cộng 5 cộng 9 là bằng 5, 7, 11. Như vậy là cái nít số 2 này nó còn dễ hơn nít số 1 gấp bao nhiêu lần các em nhỉ? Rồi thầy sẽ hướng dẫn các em giải tiếp cái nít 3 để coi thử có câu nào khó hay không ha.